Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, sáng nay cán bộ, đoàn viên các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283 đã về dâng hương dâng hoa tại nhà tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân ở xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Trước anh linh Đại tướng, với tấm lòng kính trọng và biết ơn, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, nén hương thơm, tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Đại tướng Chu Huy Mân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Thành kính báo cáo với Đại tướng những kết quả mà cán bộ đoàn viên thanh niên các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua. Ngay sau lễ dâng hương dâng hoa, cán bộ đoàn viên các đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 80, Lữ đoàn Phòng không 283, đoàn viên thanh niên xã Hưng Hòa đã tiến hành chỉnh trang và tổng dọn vệ sinh khu tưởng niệm Đại tướng Chu Huy Mân.